các nhà thiên văn học đã phát hiện ra sao chổi C2023A3 vào đầu năm nay. Sao chổi đang ngày càng tiến gần trái đất. Nhà vật lý thiên văn R.C. Kapua giải thích, sao chổi C2023A3 được ví như một vị khách giữa các vì sao vì nó có nguồn gốc từ bên ngoài hệ mặt trời. Ông lưu ý, sao chổi này đã tiếp cận gần nhất với mặt trời vào ngày 27 đến ngày 28 tháng 9 và chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nó trên bầu trời buổi sáng của vài ngày đầu tháng 10. Và từ ngày 12 tháng 10, Sao chổi sẽ xuất hiện trên bầu trời phía tây ngay sau khi mặt trời lặn. Vào thời điểm này, sao chổi sẽ ở điểm gần trái đất nhất và đủ sáng để có thể nhìn thấy bằng mắt thường.